là em xin trước tiên là em xin chia sẻ trước với tất cả quý anh chị, thì một lát nữa sau khi em chia sẻ cái bài viết này á thì em mời mọi người cùng tham gia nhé. Thì em chào anh, chào Diệu San này, chào anh Thành Trần Trung, chào Hoài Tô nhé, chào anh Nguyễn Công Định, chào Tích Đăng. Đây là một cái tựa lời của thầy Thích Đạo Quang, và ở đây á thì theo như em tìm hiểu thì gần như là ở trong nước á, là một là Thích Chân Tâm hay là Thích Đạo Quang, hay là những cái tên là nghe nó rất là hay, và cái tên mà mình nghe mình thấy. Vâng, cả nhà chia sẻ giùm em nhé. Thì em xin đọc cho cả nhà nghe, và sau khi em đọc xong thì mời quý anh chị cùng tham gia nhé. Thì thầy Thích Đạo Quang có chia sẻ như thế này: Đức Phật tuy đã vượt ra ngoài tất cả những việc thế tục, nhưng đối với chính phủ Ngài vẫn cho nhiều lời khuyên tốt đẹp trong vấn đề về trị quốc. Xuất thân từ giai cấp sát đế lợi, giai cấp của các chiến binh thống trị, nên mặc nhiên Ngài hiểu rất rõ tình hình nội bộ của giới vua chúa, hoàng tộc và các quan lại. Mặc dù có nguồn gốc và gia thế cao quý, nhưng Ngài không bao giờ đem ảnh hưởng quyền lực chính trị. Ở đây tức là có nghĩa là khi mà tham gia vào chính trị là Ngài sẽ dùng bằng những cái gì để tham gia với nhà vua, chứ Ngài không hề có dùng quyền lực chính trị. Thì tại trong cái thời điểm này thì Thích Thông Lai, thầy Thích Thông Lai, đối với những người mà tôn trọng ông, thì riêng em thì em sẽ gọi ông là ông Thích Thông Lai. Ông ta đã đưa quan điểm chính trị vào gọi là quyền lợi chính trị của ông ta. Khi ông ta làm một cái lá đơn và cùng một số người đi lên Washington để mà kiện nhà nước Việt Nam, thì ở đây là ông ta là sai cái thứ nhất. Và tiếp tục em sẽ đọc cho cả nhà nghe nhé. Không đem ảnh hưởng quyền lực chính trị vào những lời dạy của mình, và cũng không cho phép ai lạm dụng lời dạy của Ngài để đạt được quyền lực chính trị. Đó, thì có nghĩa là đối với về đạo Phật, riêng đối với đạo Phật là không được phép có cái quyền lực trong chính trị. Nhưng ngày nay nhiều chính trị gia cố gắng gắn ghép một cách coi như là miễn cưỡng vào Đức Phật và chính trị. Thì ở đây đó là ông thầy Thích Thông Lai, hiện tại ông đang cố gắng gắn ghép đó. Thì và nhìn Ngài ở các góc độ tư tưởng như cộng sản, tư bản, chủ nghĩa hoặc thậm chí là đế quốc, họ đã quên rằng triết lý chính trị mới thực sự phát triển. Và rất lâu sau thì thời Phật tại thế, nhưng ai có ảo tưởng trên vì mục đích lợi ích cá nhân của mình cần nhớ rằng Đức Phật là đấng vô thượng giác ngộ, người đã vượt thoát ra khỏi tất cả những hệ lụy ràng buộc của thế gian, trong đó có chính trị. Tức là người không có muốn ràng buộc vào chính trị. Người đã đi tu rồi là người không có muốn ràng buộc vào chính trị. Nhưng đặc biệt cái ông thầy Thích Thông Lai này mà mọi người quen gọi là ông thầy Thích Thông Dâm, nhưng mà xin lỗi mọi người là mình cũng không nên gọi như vậy, mà phải gọi là ông thầy Thích Thông Lai. Dạ vâng, em chào người phán xử. Thì ông ta đã đưa quyền lợi chính trị vào trong cái việc tu hành của ông ta. Vấn đề cố hữu cần nhận chân và phản biện đó là sự pha trộn giữa tôn giáo với chính trị. Ở đây ông thầy Thích Thông Lai này đã pha lẫn giữa tôn giáo và chính trị. Cái đây là ông ta đang đi sai về con đường của người tu hành. Nên nền tảng của tôn giáo là đạo đức, thanh tịnh và đức tin. Thì ở đây theo như em hiểu và theo như Hữu Ngọc hiểu là khi nếu muốn tham gia vào chính trị thì phải là người chia sẻ, phải là người cùng gọi là làm sao mà tìm hiểu và phấn đấu để đưa đất nước được tốt hơn cùng với nhà vua, thời đó là nhà vua, còn bây giờ là phải đảng và nhà nước là người cầm quyền đất nước. Nhưng ông ta làm lại đi ngược lại với tất cả những lợi ích của quốc gia.
đất nước đang hoàn toàn phát triển, đang rất là vững mạnh, thì ông ta lại kéo một số người đi đến một cái nơi gọi là trung tâm quốc tế để mà kiện lại đất nước Việt Nam. Đó, cho nên là cái này là ông thầy Thích Thông Lai là sai cái thứ hai. Trong quá trình lịch sử, tôn giáo thường được sử dụng để hợp pháp hóa của quyền lực và tìm kiếm quyền lực. Tôn giáo thường là công cụ biện minh cho chiến tranh, xâm lược, bắt bớ, tàn bạo, phiến loạn, phá hủy các công trình nghệ thuật, văn hóa. Khi tôn giáo được sử dụng để thỏa mãn ý đồ chính trị, nó phải từ bỏ lý tưởng, đạo đức cao cả, trở nên mất giá trị do nhu cầu chính trị của thế gian. Ở đây, cái câu em vừa đọc là nó phù hợp với cái ông thầy Thích Thông Lai này. Ông ta đang mượn cái tôn giáo để mà làm chính trị cho riêng cá nhân ông ta. Ông ta muốn có một cái gì đó để sau này có tiếng tăm hay sao đây? Thì sức mạnh của Phật Pháp không nhằm vào việc hướng dẫn hình thành các tổ chức chính trị hay thay đổi, cải cách, định chế chính trị nào cả. Về cơ bản, Phật giáo chỉ tiếp cận với các vấn đề của xã hội, nhận ra bản chất xã hội để cải đổi bằng cách chuyển hóa hành nghiệp của cá nhân. Những yếu tố cấu thành xã hội đó dựa vào một số nguyên tắc chung, Phật giáo đã hướng dẫn cho xã hội theo chiều hướng chủ nghĩa nhân văn cao hơn, cải thiện phúc lợi và các thành viên và chia sẻ công bằng hơn với các nguồn lực. Có nghĩa rằng là ở đây á, là tất cả mọi kinh nghiệm, mọi cái gì mà tinh hoa tinh túy nhất mà những người tu hành thu nhập được, học hành được thì có thể chia sẻ với chính quyền, chứ anh không được quyền tham gia vào để mà tranh đua với chính quyền. Ở đây thì tranh đua với chính quyền, anh chỉ có quyền lợi cá nhân riêng của anh mà thôi, chứ không phải là một người tu hành. Thì khi mà người Phật giáo thì chỉ có quyền được hướng dẫn cho xã hội theo chiều hướng chủ nghĩa nhân văn cao hơn, cải thiện phúc lợi cho các thành viên và chia sẻ công bằng hơn với các nguồn lực, chứ không phải là đi kiện một nhà nước có chủ quyền, cũng không phải là dạ vâng ạ, chào chú Thiên Tài Lê. Thì một hệ thống chính trị có thể bảo vệ hạnh phúc và thịnh vượng của con người trong phạm vi giới hạn nhất định. Tuy nhiên, không có hệ thống chính trị nào có thể mang lại hòa bình và hạnh phúc khi mà con người trong hệ thống ấy được thống trị bởi sự tham lam sân hận. Ông thầy Thích Thông Lai này là một người quá tham lam sân hận. Khi đã đi tu, nếu như ông ta có một cái gì đó là gọi là sáng kiến đi, thì ông ta có thể về Việt Nam để mà chia sẻ với nhà nước Việt Nam. Nhưng ngược lại, ông ta đang tham lam sân hận. Khi lật lại cái Hiệp định Paris để mà kiện nhà nước Việt Nam nha cả nhà. Cả nhà chia sẻ mạnh giúp em cái clip này đi ạ. Tuy nhiên, không có hệ thống chính trị nào có thể mang lại hòa bình mà khi tham lam sân hận và si mê. Ngoài ra, không luận là hệ thống chính trị hoạt động theo chiều hướng nào, các thành viên của xã hội đó nhất định phải chịu một số nguyên lý chung, như là kết quả của đời sống tùy thuộc vào nghiệp nhân và tốt hay xấu. Hạnh phúc của thế giới đặc trưng bởi khổ, vô thường và vô ngã, mang lại thì luôn bất xứng ý. Theo Phật giáo, một khi còn luẩn quẩn trong cái vòng luân hồi thì không nơi nào có tự do thực sự, ngay cả cõi trời và hay thế giới của Phạm Thiên. Đúng rồi ạ, Thích Thông Lai này thì tu gì, chỉ có tu hú chả nổ có 10.000 đệ tử cộng sản nữa mới ghê chứ, vãi thật. Đúng rồi, không bao giờ có. Ở đây cái bài của sư thầy nói em thấy rất là chí lý, và em thực sự em rất là thật sự em đọc mà em đưa vào tâm của em thấy nó rất là hay. Mọi người xin mọi người lắng nghe nhé. Mặc dù hệ thống chính trị tốt giúp đảm bảo các quyền cơ bản của con người cũng như kiểm soát và cân bằng việc sử dụng quyền lực, nhưng chúng ta không nên chỉ dốc lòng tìm kiếm một hệ thống chính trị với hy vọng qua đó tìm được tự do tuyệt đối. Ở đây ngay trong cái lời nói hay là ngay trong cái sách dạy của nhà Phật, thì ngay trong nhà Phật cũng đã nói cho chúng ta thấy là không có cái gì là cái tuyệt đối. Cho nên đừng vì tham sân si
mà sân hận để đưa đất nước Việt Nam trở thành chiến tranh. Nếu ông Thích Thông Lai, ngày hôm nay Hữu Ngọc gửi đến ông sư thầy Thích Thông Lai, ông phải biết rằng ông chỉ có muốn đất nước này chiến tranh thì ông mới đi nhờ đến nước Mỹ nha. Ông mới đi nhờ đến nước Mỹ để ông muốn lật đổ cái chế độ. Ông muốn lật đổ chế độ thì ông bắt buộc phải có chiến tranh, và người dân Việt Nam sẽ là người lầm than khổ cực. Ngày hôm nay xin mời mọi người chia sẻ giúp em cái clip này, nhắn gửi đến một người mang tên là Thích Thông Lai. Không có chính trị hay là hy vọng qua đó tìm được tự do tuyệt đối, bởi vì sự tự do không thể được tìm thấy trong bất kỳ hệ thống nào mà chỉ có trong tâm hồn mình thôi. Thì em thấy rất là đúng. Khi cái tâm của ta không tịnh thì tất cả mọi thứ nó đều rất là không được tốt. Nó sẽ đi theo những cái chiều hướng biến tướng rất là dễ. Cho nên là mọi người cứ nghĩ cái lời của sư thầy này nó rất là thấm thía. Nhưng chúng ta hy vọng đây, để được tự do đây, không thể tìm thấy trong bất kỳ hệ thống nào mà chỉ có trong tâm hồn mình thôi. Để được tự do, con người nên nhìn vào bên trong tâm trí mình để hướng tới việc giải phóng mình khỏi xiềng xích của vô minh và ái dục. Tự do trong ý nghĩa xác thực nhất chỉ có thể xảy ra khi con người biết ứng dụng chánh pháp để phát triển nhân cách qua lời nói, hành động và trau dồi tâm trong sạch để mở rộng khả năng sâu kín và đạt được mục tiêu tối hậu, sự giác ngộ. Trên đây chúng ta khẳng định hai điểm. Cần nhận ra sự cần thiết với việc tách rời tôn giáo khỏi chính trị và những hạn chế của hệ thống chính trị trong việc mang lại hòa bình và hạnh phúc. Qua các kinh điển Phật giáo, chúng ta có thể nêu bật một số khía cạnh giáo lý Đức Phật được coi là rất phù hợp và các định chế chính trị ngày nay. Đức Phật dạy về sự bình đẳng trong tất cả nhân loại, không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Lời dạy này có từ rất lâu. Trước các nhà tư tưởng cương đại chủ xướng như những rào cản nhân tạo, các đế chế xã hội phân định cao thấp giữa các chủng tộc giai cấp, theo Đức Phật, việc phân định vị trí của con người được dựa trên các giá trị của hành vi và đạo đức. Đức Phật khuyến khích tinh thần tham gia hợp tác xã hội và hoạt động trong tinh thần cộng đồng. Sự giải thoát của đạo Phật không hề rời khỏi xã hội mà có được. Ngược lại, dấn thân phụng sự xã hội lại là một yếu tố tích cực như là cốt tủy của đạo Phật. Phụng sự chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật, tinh thần này đang thúc đẩy tích cực tiến trình chính trị của xã hội hiện đại. Thì trong Phật giáo không có khái niệm thống trị nắm quyền, cho nên sau khi Đức Phật nhập diệt, không có ai được coi là người kế nhiệm của Đức Phật. Theo tinh thần kinh Di giáo, giới luật sẽ thay thế Đức Phật để làm hướng đạo sư. Hoạt động của tăng đoàn luôn y cứ pháp và luật, hay cụ thể hơn đó chính là giới bốn cho. Thì em hôm nay em chỉ tìm hiểu được đến đó thì cũng đủ cho thấy rằng là ông thầy Thích Thông Lai này là một người mà phải nói rằng ông ta đang tìm kiếm một chút gì quyền lực, một chút gì quyền lực. Thì sau khi em đọc về cái sự chia sẻ của một sư thầy, thì em rất mong mọi người ai có hiểu biết gì về cái đạo Phật hoặc có cái gì thì xin mời mọi người có thể lên để chia sẻ cùng em được không ạ? Công Lý có hiểu gì về đạo Phật không, hoặc có cái ý tưởng gì xin mời Công Lý lên chia sẻ. Hữu Ngọc rất là thích nghe Công Lý nói. Công Lý có thể lên không? Rồi ok, mời Công Lý. Ông ta đang mượn đạo tạo đời và ông ta đang muốn đất nước Việt Nam lại có một cái sự chiến tranh. Xin mời Công Lý. Xin chào Hiếu Ngọc, chào tất cả anh em, anh chị em trên diễn đàn.
Đạo Phật thì mình rất thích và mình cũng rất hay nghe các cái thầy giảng pháp, nhất là thầy Thích Chân Quang mà bọn Ba Que nó bảo là nhà sư cộng sản ấy. Thầy nói rất hiện đại và cũng rất thực tế. Thầy Thích Chân Quang là một trong những người mà Thì hiện nay có thầy Thích Chân Tâm nữa. rất nhiều thầy nói hay, nhưng phải nói là thầy Thích Thông Lai là một trong những cái loại quái thai của đạo Phật. À không, không phải là của đạo Phật mà ông ấy là gọi là mượn danh nhà Phật thôi. Chứ còn trong đạo Phật người ta là có năm sắc giới. Có nghĩa là người ta đã không cho những con người đã đi tu là người ta thoát khỏi cõi trần. Anh không còn tham sân si. Nhưng ông Thích Thông Lai ông ấy vẫn là người rất tham sân si, ông ấy kích động mọi người nói xấu chế độ, nói xấu cộng sản. Thực ra đấy là ông đã làm ngược, ông đã làm ngược với cái tôn giáo của đạo Phật. Và bất kỳ đạo nào vậy thì người ta không bao giờ cho người đã đi theo đạo là đi đấu tranh về mang tính chính trị, như kể cả những người cha, những cái thằng linh cẩu ở nước mình. Đấy là một trong những cái mà mình cho nó là lạc loài trong các cái đạo. Không, Thế còn bây giờ đã là nhá, những cái người Công Lý thấy ông ta có một cái vô duyên như thế này nữa. Ông ta là người định cư ở nước ngoài. Đúng không? thì Thích Tông Lai thực ra bản chất là ông ta định cư nước ngoài và ông ta cũng chắc là người ở chế độ cũ và được nhận tiền của những cái thằng ở Ba Que nó nuôi, cho nên dường như là phải hoạt động chống cộng để mà lấy tiền mà sống. Mình nghĩ là như thế. Còn nếu như những người thực sự là đắc đạo, người ta không bao giờ quan tâm đến sự đời, người ta chỉ có giảng giải cho các con chiên là các con, những người phải biết tu tâm dưỡng tính, phải biết thứ nhất tu trợ, thứ nhất là tu tại tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba mới tu chùa. Có nghĩa bản thân cái con người ấy, Phật tại tâm là mình phải là người tu cái bản thân mình trước, rồi sau đó mới ra đến chỗ chợ, là ra những chỗ đông người nó ồn ào, nó nhiều cái tham sân si, là mình phải tu rồi cuối cùng mới đến chùa. Chứ không phải là những người mà cứ đi lên chùa Nam Mô A Di Đà Phật sau đó về vẫn làm những điều bậy, là không phải. Còn Phật là tại tâm mình chính là Phật. Đấy, phải bản chất là mình chính là Phật. Những lời mình nói ra mà làm tác động đến cho người khác tốt lên thì đấy chính là những lời kinh Phật. Kinh Phật không có gì là cao siêu cả. Anh đọc các bộ Phật, các bộ kinh Phật thì nó có hàng nghìn cuốn, nhưng cuối cùng để làm gì? Cuối cùng thì anh phải áp dụng được vào cho cuộc đời. Vậy thì nếu như ai đó mà nói để cho giúp một cái người từ có ác tính trở thành một người có tâm tính, là một người tốt, thì đấy chính là kinh Phật. Những lời anh nói ra là kinh Phật, lời cha, lời của cha mẹ giảng giải cho con cái chính là những lời của kinh Phật. Không ai này để đi giảng giải cho con cái là con phải đi ăn cướp ăn trộm, rồi con phải lưu manh, con phải thế nọ kia, mà bao giờ cũng nói là con phải thật thà dũng cảm, con biết giúp đỡ người khác, biết chia sẻ mọi người, đấy chính là kinh Phật. Thế còn ai đó mà mượn tôn giáo để thúc gọi là để kích động những người biểu tình chống phá chế độ, chống phá quê hương đất nước, đấy chính là những cái thằng gọi là thằng giặc giặc đạo, và đấy là những quái thai mà người ta mượn tôn giáo để chống phá đất nước, chống phá chế độ. Chứ còn không phải là một người, nhất là đạo trong đạo Phật, các đạo khác mình không tìm hiểu, nhưng mà nhất là trong đạo Phật thì những người thực sự là những người mà có tâm với Phật, người ta cực kỳ từ bi, đến một con kiến còn không muốn giết. Một con kiến không muốn giết, chứ đừng nói là đi kích động người này để chống phá người kia, tạo nên cơn bạo loạn, cướp đi cái hòa bình của xã hội. Đấy thực sự là một cái sư mà nó không xứng đáng mang họ Thích. Vì tổ sư là Thích Ca Mâu Ni là một người, người ta đã từ bỏ quyền lực, là một hoàng tử đang rất là có thân phận quyền lực ở bên Ấn Độ, có vợ có con, mà ông ấy sẵn sàng ông ấy từ bỏ để ông ấy tìm ra cái nguyên lý giải thoát cho con người. Con người rất có tham sân si, người ta luôn luôn sống vì có cái sự tham. Tham là tham lam, sân là cái sân hận, si là sự si mê ngu dốt. Đấy thì con người ai cũng thế. Cái quan trọng trong con người nó có hai phần, một là phần con và hai là phần người. Nếu như mình khống chế được cái phần con nó nhỏ đi thì phần người nó sẽ lớn lên, và con người ta thiện tâm và hướng thiện, người ta làm những điều tốt, người ta thấy người này người khó khăn thì người ta giúp đỡ. Thế còn những người mà cứ đi làm từ thiện ấy nhưng mà vẫn làm điều xấu thì cũng không có phúc đức đâu. Nó thật sự là không có phúc đức là gì.
Phúc đức là làm được cái gì cho xã hội. Ví dụ anh là chủ doanh nghiệp, anh có thể anh không đi làm từ thiện, nhưng mà ngược lại anh tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm cho những người nhiều gia đình, để cho họ có thể nuôi sống gia đình họ, là cái cần câu cơm. Đấy cũng là phúc đức cực kỳ lớn. Chứ đừng cứ nghĩ rằng là thỉnh thoảng tao bỏ ra 5-10 nghìn đi làm từ thiện rồi cho ít quần áo, rồi cái đó cũng có rất tốt. Rất tốt chứ không phải là không tốt, nhưng cái công đức đó nó không phải nhiều. Nhiều là anh phải làm thực sự, làm tốt đời đẹp đạo, làm giúp cho một cái gia đình, giúp cho một cái xã hội nó tốt lên. Còn những người lợi dụng tôn giáo để kích động, làm cho loạn xã hội, đấy không phải là người đi theo tôn giáo. Bởi bản chất của đạo Phật là từ bi, bản chất của đạo Phật là cái tâm hướng về Phật. Và Phật thì cực kỳ hiền từ, Phật không có gì cả. Bản chất người ta cứ đi lên chùa để người ta cầu cầu mong cái sự giàu có, là 100% là không bao giờ có. Bởi bản chất Phật không có cái gì cả ngoài cái tâm từ bi. Anh lên chùa có thể là anh vãng cảnh chùa, anh lên chùa để cho cái tâm anh thanh tịnh, để anh nhìn vào các cái gọi là cái kiếp kiếp này với kiếp trước, để nghe các thầy giảng đạo, để anh nghe được cái pháp, để mà anh tu tâm dưỡng tính cho chính bản thân mình, anh bớt cái tham sân si đi để cho cuộc đời nó tốt lên. Đấy là cái mục đích đi chùa, chứ không phải là anh cứ tham mô tham nhũng, anh hại hết người nọ người kia, đến đầu tháng mùng 1 anh lên chùa anh xin cho con ô tô nhà lầu xe hơi, không có. Anh chỉ đặt cho Phật có khoảng độ tầm giỏi thì mấy trăm nghìn, mấy triệu, vài cân hoa quả, mà anh xin nhiều quá thì chắc chắn là Phật không có. Phật không bao giờ có, không có một cái đức thánh nào có cái đó để mà cho, mà người ta cho con người cái tâm. Anh phải cố gắng ở trong cái xã hội nào thì cũng phải làm việc, nhưng anh có cái tâm thiện, cái tâm thiện và cái tâm sáng thì sẽ được nhiều người yêu quý, cái lan tỏa ra. Thì đấy chính là cái mà Đức Phật mong muốn. Có nghĩa là Đức Phật là tìm đến được một cái sự giải thoát, thiếu Ngọc ạ. Ông sống trong nhung lụa nhưng ông thấy lúc nào cũng sầu bi khổ cực. Thế thì ông tìm được một cái sự giải thoát, đó là ông có được cái ngũ, ở trong đạo Phật người ta gọi là ngũ sắc. Đấy, không tham lam, không uống rượu, rồi không giết, không sát sinh, rồi những cái gì đấy, năm cái thì mình cũng nhớ rõ lắm, đấy như năm cái. Và phải giảm được cái tham sân si của trong con người. Anh đã là đi theo đạo Phật, có nghĩa trong người anh thật sự phải, cái tham sân si của anh phải được kiểm soát. Còn như ông Thích Thông Nai ấy, ông suốt ngày không hiểu đó, ông có hiểu gì về đạo Phật hay không, hay là cái đạo Phật của ông sang bên nước Mỹ nó đã bị biến tướng, nó đã bị khác cái bản gốc đi. Nhưng thực sự bản chất ông đi kích động, ông đi nói xấu cái đất nước chế độ Việt Nam, và ông muốn hô hào người ta lật đổ. Tôi không cần biết rằng cái chế độ nào, nhưng ông chỉ cần ông là người đi tu mà ông kêu gọi người khác đi lật đổ, để tạo ra một cái cuộc hỗn chiến, tạo ra một cái đất nước bạo loạn, trong khi đất nước người ta đang hòa bình, đang sống rất là vui vẻ, hạnh phúc, thì ông không công nhận. Mà các ông nó quá tham ở trong người. Phải nói thực sự là trong cái lòng ông ấy luôn luôn quá tham, thì người ta mới luôn luôn nghĩ đến như vậy. Cái thằng ấy không nên nghe. Mình cũng nghe một lần nhưng mà mình cũng không nên nghe. Thế còn nó sống ở bên Mỹ thì nó buộc phải làm theo, thì nó mới có tiền để bọn nó cho để mà sống. Chứ còn không thì lấy đâu ra. Không biết là nước Mỹ họ có hỗ trợ các chùa như là hỗ trợ chùa kiểu như là cải tạo xây dựng lại hay là xây dựng. Nhưng mà nếu như giả sử họ không có thì chắc chắn là não này, một là não là có cái tâm ác, chắc chắn nó là cái tâm ác chứ không bao giờ có cái tâm thiện. Hai là nó phải làm theo cái bọn chống cộng để nó có tiền nó sống. Còn đối với những cái con người như thế thực sự là đáng lên án, thực sự là đáng lên án. Vì trong đạo Phật người ta luôn luôn dặn con người rằng không được làm ác, không được kích động người này hại người kia. Thậm chí một con kiến người ta cũng không muốn giết, có nghĩa là người ta vô cùng từ tâm. Nhìn thấy Đức Phật, vì sao Đức Phật có cái tai rất là dài, có cái mắt lúc nào cũng từ bi, là vì sao? Là vì Đức Phật cái tai dài nó thể hiện cho sự trường thọ và nó thể hiện cho sự phúc đức. Nhưng mà ở trên chùa nó cũng có rất nhiều những cái bức
tượng mà ví dụ các vị La Hán ấy, nó thể hiện rất nhiều các cái tư thế khác nhau, từ những cái tư thế của đời sống của xã hội, những cái tư thế của đời sống xã hội nào, nó có những đau khổ, nó có những dằn vặt, nó có những cái tham lam, nó có những cái yếu đuối, nó có những cái cám dỗ. Thì các vị La Hán nó có cái biểu hiện của tất cả những cái hình thái của xã hội. Nhưng mà nhìn vào đấy để chúng ta hiểu và chúng ta tự dặn mình, mình phải hàng ngày tu tâm dưỡng tính, trước hết là tốt cho gia đình. Mình chỉ nói là ở trong đạo Phật ấy, nhà ai ở Việt Nam mình rất nhiều người treo chữ nhẫn, nhưng mà mọi người chưa ai làm được chữ nhẫn. Thực ra một cái hình tượng hóa một chút là khi mà đám cưới hai vợ chồng trao nhẫn cho nhau, thì nói sâu xa một tí là người ta trao cho nhau chữ nhẫn. Chính vì vậy mà người ta nói là yêu nhau 3 tháng, cưới nhau 3 năm, còn chịu đựng nhau 30 năm, nó ở chỗ đó. Đạo Phật người ta nói rất rõ, muốn gia đình hạnh phúc thì trước hết anh phải có tâm hướng về gia đình. Cái thứ hai anh phải biết nhẫn nhịn nhau. Thì con người cũng vậy, trong xã hội phải biết nhẫn nhịn nhau một tí. Cha mẹ nhẫn nhịn nhau thì con cái nó được hạnh phúc, vợ chồng nhẫn nhịn nhau thì gia đình hạnh phúc, để anh em nhẫn nhịn nhau thì nó được hòa bình. Đấy là chữ nhẫn. Đấy là trong đạo Phật người ta nói rất nhiều những cái điều tốt đẹp mà nó làm cho con người ta cực cái hiện tâm, cái không tham. Có nghĩa là bây giờ mình nói cho Thiếu Ngọc nhá, trong đạo giàu không phải là ông quá nhiều tiền là gọi là giàu. Giàu là khi anh có những cái cơ bản trong một cái cuộc sống, ví dụ như nhà cửa, các phương tiện để phục vụ cho cuộc sống, như nhà này, như xe này, như các cái đồ vật dụng trong gia đình. Và sau đó anh cảm thấy thỏa mãn về điều đó và anh vẫn làm việc nhá, vẫn làm việc, nhưng làm việc trong khả năng của anh để anh kiếm tiền. Và nếu như có thì anh có thể là giúp những người khó khăn hơn, và anh cảm giác rằng không có nhu cầu gì nữa. Đấy là gọi là giàu. Còn những người mà nghèo là gì? Những người mà nghèo là những người mặc dù có thể rất nhiều tiền, nhúc nhúc leo cũng cảm thấy thiếu tiền. Không hiểu là những người mà đã từng có tâm trạng thế chưa? Có nghĩa là họ có rất nhiều tiền, có hàng trăm tỷ, hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ, nhưng lúc nào họ cũng thấy thiếu tiền, lúc nào chỉ nghĩ đau đáu ra để kiếm tiền, rồi tìm cách hạ đối thủ, tìm cách là cướp cái nọ kia, làm ông chủ thì chỉ nghĩ cách là làm sao mà để phạt công nhân, rồi là giảm lương của công nhân, rồi hại đối thủ. Thì những người đó gọi là nghèo, nghèo trong đạo Phật đấy. Đấy, cho nên giàu đạo Phật là gì? Anh có đủ và anh cảm thấy, tôi cảm thấy như thế này là tôi cảm thấy rất thoải mái, không có nhu cầu gì nữa. Anh gần như giải thoát được cái tham sân si, thì đấy gọi là giàu. Và lúc đó anh có tiền, anh làm ra bằng cái khả năng của anh đi giúp đỡ người khác, anh từ thiện một cách từ tâm, thì đấy thực sự là người giàu trong trong đạo Phật người ta quan điểm. Thế nhưng mà tất nhiên là không phải, và cũng không phải là ai cũng hiểu được điều đó, nên người ta mới có cái trong con người nó có sự tham sân si mà. Đấy, còn đối với những cái con người đi đạo Thiên Chúa giáo mà những ông cha mà chống phá đất nước như rằng cha Nam, cha Thục, rồi cha Tân, mình nghĩ đấy cũng là những cái con lạc loài. Và nếu như những người nào mà đang đi theo đạo thì hãy nghe những lời của Chúa chứ đừng nghe những lời của cha. Cha chỉ là người truyền giáo, người truyền lại, nhưng mà các ông đã truyền sai, có nghĩa là các ông đi truyền sai. Người ta nói A thì các ông nói B, hoặc thậm chí các ông làm ngược lại. Hãy nghe lời Chúa, vì lời Chúa là lời gì? Người ta luôn luôn khuyên con người hướng tới một cái thiện. Ở đạo Thiên Chúa mình biết có một cái là người ta đi thú tội cuối tuần hoặc là cuối tháng gì đấy mình không rõ. Cái thú tội nó là một cái sự tâm lý. Đây là học trong tâm lý, ai học tâm lý sẽ biết. Khi mình nói ra được cái mình sai, có nghĩa là hàng tuần mình đến, trong tuần này con đã làm cái điều này, con sai, con tham lam chỗ này, con đã làm hại chỗ này. Khi mình nhìn nhận ra cái gì mình sai thì mình sẽ biết sửa. Cái quan trọng là con người ta có nhìn nhận ra cái mình sai hay không. Khi người ta nhìn ra mình sai, người ta sẽ biết sửa. Đấy, chính vì vậy mà trong tất cả các đạo thì người ta luôn luôn có cái tính từ bi để cho ông tự nhận ra, ông tự nhận ra sai để ông sửa. Thì trong cái đạo Thiên Chúa nó cũng có cái rất cái hay rồi, là hàng tuần người ta đi thú tội. Nhưng mà bây giờ thì người ta thú tội theo kiểu gọi là cho quen, cho có. Chứ người ta thú tội rồi nhưng người ta không chịu sửa thì nó cũng vô ích thôi. Có nghĩa là anh nhận ra cái sai, anh thú thực với cha là trong tuần này, trong tháng này con đã làm điều này sai, và con hứa là con
con không làm nữa, nhưng cái hứa đó phải hứa với chính mình, phải thực tâm với chính mình thì nó mới là tốt. Còn nếu như mà cái sám hối đó mà anh thực sự không đưa vào cái thực tiễn, không đưa vào cuộc sống thì nó là một điều vô ích. Với đạo Phật thì mình rất hay nghe từ những cái gọi từ là ở trong đạo Phật ấy, thì nó có một cái gọi là cái luật nhân quả, mà cái luật nhân quả này mình cho là cực kỳ chính xác. Bởi đơn giản là thế này, cái nhân quả nó không đến ngay trước mắt, nó có thể vài năm, vài chục năm, vài trăm năm, thậm vài kiếp, vô lượng kiếp. Nhưng mà những cái kết quả của hôm nay thì nó là bắt đầu từ ngày hôm qua. Có nghĩa là bây giờ mình ví dụ nhiều người thầy tướng số thì cứ bảo là vì nó sinh giờ này tốt, nó đẻ tháng này tốt thì nó có số sướng, nhưng không phải. Đấy là chính là kết quả của kiếp trước đấy, hoặc vạn kiếp trước, nhiều kiếp trước. Vì đơn giản hai anh em ruột sinh đôi, cùng cha cùng mẹ, cùng một thời gian địa điểm, tại sao có hai số phận hoàn toàn khác nhau? Hiếu Ngọc có công nhận không? Hai số phận của hai con người sinh đôi lẽ ra là phải giống y hệt, nhưng mà họ chỉ giống y hệt đến khi 18 tuổi thôi. Giản là vì sao? Mỗi con người nó có cái sự tích đức của kiếp trước, của vạn kiếp trước, rất nhiều kiếp trước khác nhau. Họ có phúc đức khác nhau, nên khi họ lớn lên rời khỏi vòng tay của cha mẹ thì họ phải hưởng, và họ hoặc họ phải chịu cái kiếp của họ gây ra. Có những người hai anh em sinh đôi, nhưng có những người rất thành đạt, có những người thì vào tù ra tội đấy. Rồi người ta nói cha sinh con trời sinh tính, cha mẹ sinh con trời sinh tính là vì sao? Cha mẹ có thể rất hiền lành nhưng sinh ra những đứa con vô cùng ngỗ ngược, không thể bảo được. Thế vì sao? Vì đấy là chính là phúc đức của cái thằng đó. Nó sinh ra trong một cái gia đình tốt, có nghĩa là nó đã có cái một chút cái phúc đức để nó được sinh ra trong một gia đình tốt. Nhưng sau đó nó cái phúc đức của nó chưa đủ tốt mà nó đã được đầu thai trở lại, nó chưa tích lũy đủ, nó đầu thai thì nó sẽ phải chịu lại cái nghiệp của nó. Cho nên người ta nói nhân định thắng thiên định, là vì mình nếu như cái phận mình sinh ra nó có thể là hơi bạc một tí, nhưng mình biết tu tâm dưỡng tính, mình biết giúp đỡ người khác, mình biết làm những cái điều tốt thì nó vẫn có thể thay đổi được số phận, nó vẫn có thể thay đổi được. Hoặc những cái tội lỗi của mình gặp phải, hoặc những cái tai nạn mình gặp phải, nó sẽ nhẹ đi, nó sẽ giảm đi. Đấy, cho nên nếu ai đó mà nghe sâu về đạo Phật thì nó rất là hay. Và cứ nghe thì người ta sẽ thấy rằng cái tâm mình nó sẽ biết từ bi đi, nó sẽ biết nhẫn nhịn đi, nó sẽ biết gọi là hiền hòa đi. Và cái hiền hòa đó nó được cho gì? Nó được cho chính bản thân mình luôn, nó được cho chính gia đình mình luôn. Đấy, thử ví dụ như hai vợ chồng cãi nhau, nếu như cứ tai bo đến cùng thì cuối cùng là tan vỡ. Nhưng mà chỉ cần một người biết nhịn, biết nhẫn thôi thì cuối cùng là nó cũng đi qua. Bây giờ mình kể cho Hiếu Ngọc một câu chuyện này rất đơn giản về chữ nhẫn. Có hai vợ chồng này ngày nào cũng cãi nhau, tuần nào cũng cãi nhau, cứ hai ngày lại cãi nhau một trận lớn. Thế cuối cùng mới đi lên trên chùa để nói với nhà sư. Thế nhà sư bảo bây giờ ta sẽ cho con một cái viên sỏi, đây là một viên sỏi thần. Bây giờ cứ mỗi một lần mà vợ chồng con cãi nhau thì hai vợ chồng con thì người vợ ấy, vì người vợ rất là nắm mồm, thì con hãy ngậm vào mồm và nhớ là không được để viên đá nó rơi ra. Thế là sau một thời gian sau thì hai vợ chồng lại đến bảo thích cảm ơn thầy, tại sao mà viên đá lại thần kỳ vậy. Thế nhà sư ấy bảo đấy nó chỉ là một viên đá bình thường mà ta nhặt ở ngoài vườn cho thôi, chẳng phải thần kỳ gì cả. Nhưng mà mỗi lần vợ chồng con cãi nhau, vì con là người nói nhiều mà con chỉ cần ngậm mồm lại vì con sợ viên đá nó rơi, con im lặng thì chồng con nó nói hai ba câu mà thấy vợ im lặng rồi thì nó cũng thôi. Thế từ đó trở đi hai vợ chồng mới hiểu ra vấn đề rằng à, chữ nhẫn là cái rất quan trọng. Hơn thua với nhau để làm gì, là vợ là chồng, hơn nhau để làm cái gì, là anh là em. Ôi thì anh có thể là một trong một cái lúc nào đấy anh đang nóng tính, anh đang cố bảo vệ này cái suy nghĩ của anh có thể là lắm mồm một tí, nhưng mà sau đó cuối cùng cũng là qua, là vợ là chồng, nó là như thế. Vợ chồng nó là duyên số là vậy. Thì chính vì vậy mà cái sự nhẫn nhịn nó là cái rất là quan trọng. Đấy là nói mở một chút về đạo Phật một tí. Thế nhưng mà mình nói là trong cái cuộc chiến tranh của nước mình ấy, thì đạo Phật cũng là một trong những cái, ngày xưa thời Lý là đạo Phật là quốc đạo đấy. Đạo Phật là quốc đạo. Sau này trong cái thời chiến tranh thì chính những nhà sư cũng là người nuôi dưỡng cộng sản rất là nhiều.
mà xem trong các cái phim, ví dụ như là phim phim gì nhỉ, phim gì mà cái gì mà có cả nhà sư Trần Huyền Trang đấy nhỉ, mà đóng giả nhà sư đấy để cuối cùng đi hoạt động cách mạng ấy, thì đấy, trong nhà người rất nhiều nhà sư đấy, rất nhiều nhà sư người ta cũng là giúp đất nước, người ta yêu quê hương, người ta giúp đất nước, người ta biết là những người cộng sản, người ta cũng hoạt động, người ta cũng giúp đấy. Thì đấy là chính vì vậy mà nói thật là bây giờ đạo Phật đang rất phát triển ở Việt Nam thì như vậy, thì nó cũng là một trong những cái từ bi của con người Việt Nam, và cái pháp luật của Việt Nam cũng xây dựng từ cái chân lý của đạo Phật, đó là cho người ta quay đầu. Mặc dù đấy những cái người người ở chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa cũ họ chống phá đất nước đến cùng, nhưng mà người cộng sản người ta vẫn ra cái nghị quyết 36 để người ta xây một cái cầu để cho ông trở về đất nước, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Người ta vẫn luôn luôn bỏ qua thù hận để cho ông có cơ hội trở về đất nước sinh sống làm ăn, hoặc chí ít thì cũng là về thắp lên nén mộ, ngôi mộ của cha ông của các anh, một ngôi một nén hương của bao nhiêu ngày bị lạnh lùng bởi các con đã bỏ đi sang Mỹ. Thì đấy là cái nhân từ của đạo, nhân từ của cái chế độ cộng sản, nó được xây dựng từ cái sự nhân từ của đạo Phật. Người ở bên những người đang chống cộng thì các bạn hãy tự nghĩ, hãy tự sờ lên trán mình, và các bạn hãy trả lời rằng nếu như các bạn không làm được gì cho quê hương đất nước thì xin cũng đừng làm gì hại quê hương đất nước, vì các bạn vẫn là con người Việt Nam, dù các bạn có quốc tịch Mỹ, quốc tịch Úc hay Canada. Đừng bao giờ quay lại chống lại tổ tiên của mình, đừng bao giờ quay lại làm hại cái nơi cha ông mình sinh ra, và hãy tự hào rằng người Việt Nam là một người rất thông minh. Các bạn đừng bao giờ nghĩ rằng kinh tế là tất cả, cứ đừng nghĩ rằng thu nhập 50-60 nghìn là tất cả. Nếu các bạn sống vì tiền thì cuối cùng tiền nó cũng quật chết các bạn. Hãy biết rằng người Việt Nam sống nghèo nhưng cực kỳ tình nghĩa, người ta biết giúp đỡ nhau. Hãy làm sao cho cái cộng đồng người Mỹ bên đó, mà người Mỹ gốc Việt, hay cộng đồng người Việt bên đó, mà người Mỹ bản địa người ta nhìn vào người ta nể mình, người ta thấy là một cái dân tộc thông minh, một cái dân tộc cực kỳ có tinh thần yêu quê hương đất nước. Và đó là cái câu trả lời vì sao cái dân tộc Việt Nam lại có thể chiến thắng được rất nhiều kẻ thù lớn mạnh như vậy. Thì các bạn hãy cố làm điều đó, chứ còn đừng ngày đêm đi biểu tình, ngày đêm hô chống phá đất nước, xuống đường để phá nát cái quê hương Việt Nam. Quê hương Việt Nam quá đau khổ rồi, quá nhiều chiến tranh rồi, chúng tôi mong có những cái thời gian như bây giờ để chúng tôi làm ăn kinh tế. Phải quê hương phải yên ổn thì mới có thể giàu được chứ, chiến tranh làm sao mà giàu được. Vậy thì các bạn, một là nếu như các bạn không đóng góp được gì cho quê hương thì các bạn hãy làm một công dân Mỹ tốt, hãy đóng góp cho chính đất nước của các bạn. Và nếu các bạn muốn trở về quê hương, chúng tôi vẫn sẵn sàng. Còn nếu các bạn mà không muốn trở về quê hương thì hãy là một người công dân Mỹ tốt, hãy đóng góp cho chính đất nước Mỹ, đóng góp cho cái quan hệ của Mỹ Việt nó ngày càng phát triển, chứ đừng đi chống phá làm cái gì cả. Bởi bản chất, một, nói thẳng ra các bạn chống phá cũng không bao giờ làm được gì hết, mà chính người Mỹ, người da trắng ấy, người ta cười cho các bạn là mọi rợ, suốt ngày cầm cái bai cái rẻ vàng đi đi hô đả đảo, với lại phản đối. Phản đối cái gì? Phản đối thì phải đến đối tượng đó mà phản đối, phải về nước mà phản đối. Tại sao phản đối ở bên Mỹ ấy? Làm phiền người ta, các bạn đã đang ăn nhờ ở đậu ở đấy, tại sao cứ đi làm phiền người ta? Các bạn thấy xấu hổ à? Nếu còn thực sự các bạn yêu nước thì các bạn phải biết về đây này, đóng góp cho quê hương này. Nếu các bạn thấy điều này không đúng, các bạn có thể sẵn sàng lên chính phủ gặp. Tôi thấy điều này chưa đúng, điều kia chưa đúng, đó mới là xây dựng, chứ không phải là cứ nứt đổ đi, nứt đổ đi. Chẳng lẽ các bạn đẻ ra một cái đứa con, nó không may nó bị tàn tật, hoặc nó bị ốm, nó bị khuyết tật một cái gì đấy, các bạn không đi chữa cho nó mà các bạn chỉ muốn vứt bỏ nó đi, hoặc đập chết đất nước. Trong một cái thể chế nào nó cũng có hai mặt, tấm huy chương người ta cũng có hai mặt, mặt trái và mặt phải. Vậy thì các bạn hãy tỉnh táo, là những người yêu nước, một một cách tỉnh táo, và hãy là một cái người Việt, một cái dòng giống lạc hồng cho nó xứng đáng. Đấy, thế thì mình tâm sự một chút với Hiếu Ngọc cũng hơi dài. Rất hay. Để cho người khác.
Đúng không? Tâm phục khẩu phục công công lý. Xin mời, nếu còn ý tưởng nào nữa tiếp tục. Cũng nhiều lắm, nói thì nhiều nhưng mà thôi để cho mỗi người lên một tí, mỗi người lên một tí cho hay, chứ mình độc thoại thì nó cũng 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 Rồi. không 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 hay nhá. Rồi, ok, xin chào Hiếu Ngọc, Rồi, chào tất xin cả mọi cảm ơn người. công. Rồi rồi, cảm ơn công lý. Thì ở Chào đây chào nhé. thì mọi người biết rồi. Rồi, xin chào. Chúc buổi tối vui vẻ. Ở đây mọi người chắc cũng xem nhiều cái clip của cái người tên là Thích Thông Lai. Một cái người mượn áo nhà sư để mà tạo ra những cái nghiệp. Họ lại tạo ra những cái nghiệp cho rất nhiều người đi cho theo họ. Mà cái nghiệp này á, ngày trước thì còn đề quả báo, bây tiền. Nếu còn liêm sỉ thì Hiếu vào. Một đứa nào phe đối lập mời tôi lên. Thôi mệt quá bạn ơi. Nếu mà bạn muốn ấy, thì bạn cứ lắng nghe tôi một thời gian. Còn sau khi mà bạn cảm thấy bạn thoải mái mà bạn lên á, thì tôi mời. Còn trong cái lúc mà bạn lên như thế này thì tôi không thể mời bạn được. Tại vì bạn còn hận thù quá nhiều. Cũng như cái người tên là thầy Thích Thông Lai này. Cái sự hận thù trong con người ông ta rất là lớn. Bởi vì sao? Sau 43 năm đất nước đang sống rất là bình an như thế này, một cái đảng cộng sản, một cái nhà nước Việt Nam đang đưa con thuyền vận mệnh của đất nước đi lên từ từ từng ngày một. Nhưng các người ở bên đó thử hỏi 2 triệu người Việt Nam, các người chưa được toàn diện, các người nay đấu tranh mai cãi nhau, mốt thì chỉ có mỗi cái việc mà chủ tịch cộng đồng còn bầu chưa xong, thì các vị làm sao có tư cách gì để mà về đây nói 94 triệu dân? Các vị không nói được, các vị không độc tài hay sao? Ở đây Hải Ngô nói độc tài độc đảng hả? Vậy bây giờ tớ hỏi cậu là nếu như các vị ở bên đó, các vị có độc tài không? Các vị quá độc tài đi chứ. Bởi vì sao các vị không độc tài? Các vị độc tài là ở tại sao các vị không cho những người cộng sản cầm lá cờ cộng sản đi vào phố Pusa TV đi? Cái đấy là các vị đã quá độc tài rồi. Đó, cho nên là các vị mới ăn đậu ở nhờ một đất nước mà gọi là nước Mỹ, các vị cho là một đất nước coi như là tự do rồi, nói chung là thiên đường đi. Nhưng mà thực sự đối với Hiếu Ngọc và những người con trong đất nước Việt Nam, nghĩ rằng ở đâu mà mình sống mình cảm thấy tự do tự tại thì ở đó là thiên đường. Mình phải yêu đất nước mình mới sẽ cho nó là thiên đường. Còn các bạn cứ nghĩ một phía, các bạn cứ nghĩ một chiều như vậy á, thì suốt một cuộc đời các bạn không buông bỏ được. Các bạn không bao giờ buông bỏ được, các bạn chỉ hận thù thôi mà các bạn cũng đủ chết rồi. Còn không bao giờ mà các bạn lật đổ được cái chính quyền Việt Nam, bởi vì dưới cái chính quyền Việt Nam ngày nay còn có rất nhiều người dân như Hữu Ngọc. 95, 94 triệu dân này thì cho rằng 5 triệu dân là phản động đi. Còn lại 90 triệu dân họ không muốn chiến tranh vì chiến tranh quá nhiều rồi, mất mát quá nhiều rồi, đau thương quá nhiều rồi. Ngày nay con người ta sống thích ăn thì ăn, thích mặc thì mặc. Vâng, chào anh Hải Hoàng. Tại sao người ta phải chiến tranh? Biết chế độ nào lên là giỏi hơn? Ở đây chẳng biết chế độ nào lên giỏi hơn hết á. Cho nên nếu nói như bây giờ ông Thích Thông Lai mà ông đi ông kiện lại Việt Nam là ông có mưu đồ muốn làm cho đất nước bị hủy diệt hay sao? Một người mang mác thầy tu, một người mang cái đầu sư trọc mà lại đi kích động cho người dân hoang mang trong cái tư tưởng, không muốn cho người dân phát triển về kinh tế, không muốn cho người dân họ làm ăn phát triển kinh tế, mà cứ muốn cho người dân suốt ngày kích động biểu tình, suốt ngày kích động. Như vậy ông mang mác thầy tu ở chỗ nào? Tôi thấy những người trong nước, những người thầy tu trong nước ngay như gần chỗ nhà tôi ở thôi, ngay như gần chỗ nhà Hiếu Ngọc ở. Nói thật với quý cô bác anh chị em, sư thầy ngay tại cái chùa mà Hiếu Ngọc ở, gần nhà Hiếu Ngọc ở, ông là một người lái xe. Trước đây ông là một người lái xe, và sau khi ông đi lái xe, và cái thời điểm đó là cách đây mấy chục năm rồi, 20 năm rồi, mà nó vô tình và bị tai nạn thì bị chết mất 3 4 người gì đó.
Từ đó thì ông thầy ông bỏ lái xe và ông đi tu. Cho tới bữa nay ông đi tu, cho tới bữa nay ông làm cho rất nhiều việc cho đời. Một người đi tu mà cả đất, cả cái đất mà cái nơi tôi đang sống này, người ta tôn trọng, người ta tôn trọng ông và người ta theo ông. Tối nào cũng đến chùa đọc kinh niệm Phật, chật một cái chùa. Từ lúc ngôi chùa chỉ còn là một cái nhà ba gian thôi, xây rất là sơ sài thôi. Bây giờ ngôi chùa nó rất là lớn và có đầy đủ các cái tiện nghi thiết bị cho những người tu hành, và các cái tượng Phật rất là lớn, được các nơi người ta tặng, người ta kính cúng dường về đó. Và ông sư thầy ông không bao giờ nói về chính trị, và ông cũng có thường được mà được đảng ủy của huyện mời đi những cái ngày mà họp hội đồng nhân dân các cấp đó. Thì như vậy là ông sư thầy ở chỗ Hiếu Ngọc ở, ông luôn luôn cùng đảng và nhà nước phát triển, là gọi là ông ở trong nhà chùa thì ông luôn luôn là truyền đạo cho Phật, cho những cái Phật tử. Ngay như khi mà Hiếu Ngọc về chùa, những cái lời hay ý đẹp, những cái cuộc sống gia đình này khác, ông luôn luôn chỉ bảo cặn kẽ cho từng Phật tử một. Còn sư gì đâu mà lên trên mạng, ngồi lên trên livestream mà ngồi nói như là cái quân phản động ấy. Thì sư cái gì? Sư gì mà sư lạ kỳ vậy? Hả? Sư gì mà sư lên mạng mà ngồi phản lại nguyên một cái đất nước Việt Nam người ta đang sống yên bình như thế này, tại sao lại cứ lên mạng xong là kích động biểu tình rồi đi kiện tụng ở một cái nhà nước khác? Ủa, đất nước Việt Nam nó có chủ quyền mà. Ông có quyền gì mà ông ngồi lên đây ông kiện? Ừ? Ông sống ở bên đó, ông có quốc tịch ở bên đó, và ông nếu như ông tu thì thật sự tôi là những người dân, tôi cũng hy vọng rằng ông tu thì ông tu ở bên đó đi. Có ai muốn lên không? Hiếu Ngọc mời lên mà nãy giờ chưa thấy ai gửi yêu cầu. Có ai muốn lên không? Ai muốn lên? Hiếu Ngọc mời lên. Diệu San đâu? Diệu San có ở đây không? Diệu San. Hiếu Huỳnh bên hải ngoại, 10 người chết về ung thư, 6 người đột quỵ, 2 người tai nạn, 1 người chỉ một người chết già ở Pháp. À, anh Hải Hoàng ạ. À, Diệu San chờ chút, anh Hải Hoàng gửi yêu cầu chị mời trước rồi. Dạ, cả nhà chờ nhé. Em đang lỡ mời anh Hải Hoàng rồi. Chờ chút anh Hải Hoàng anh chia sẻ. À, rồi em mời tiếp mọi người nhé. Một đất nước đang yên bình, đảng và nhà nước đang xây dựng một cái đất nước cho người dân sống cuộc sống tự do tự tại như thế này. Vâng, chào anh. Thế này nhá. Dạ. Hôm nay đề tài thế nào em? Dạ, hôm nay chủ đề là nói về cái người mang cái danh hiệu là Thích Thông Lai. Tức là bên bên đạo phải không em? Không phải là đạo mà bên Phật, bên Phật giáo. Không, bên Phật giáo cũng là đạo mà. Vâng, đạo Phật, bên đạo Phật. Phật. Ở thế này rồi, ok. Anh không ngờ được cái là em mời ngay. Rất là cảm ơn. Chào tất cả mọi người trên Việt Nam nhá. Để anh mở cửa cái đã. Thầy tu ở Mỹ kiến. Chào tất cả mọi người nhá. Nếu như mà mình là một người có đạo thì đầu tiên thì mình phải lo dòng đạo của mình, phải hoàn thành nhiệm vụ với lại đạo thì theo Phật tổ chẳng hạn, thì mình phải hoàn thành nhiệm vụ thì mình có thể là dạy, mình bày dạy cho những người mà theo đạo sống là phải an lành, chưa định điên cắp ăn trộm, thì nay là không nên làm điều đó, làm điều đó là có tội lỗi đó. Thì người ta làm ra một sản phẩm nào đó rất là vất vả mà giờ mình lại lợi dụng vào đức tin nào đó để lợi dụng như thế là không nên, hoặc là ví dụ như mình làm điều này điều kia là không nên,
thì mình cứ nên bình tĩnh để làm những điều mà có lợi nhất cho cái nhóm đạo của mình và dòng đạo của mình. Tức là khi đã đi theo đạo là phải đầu tiên là phải nghĩ đến dòng đạo của mình. Thì ví dụ như người mà theo đảng thì đầu tiên là phải nghĩ đến đảng trước. Và nếu những người mà yêu tổ quốc thì đầu tiên là phải nghĩ đến tổ quốc trước, xong mới nghĩ đến bản thân thì mới gọi là tu. Như tôi thì tôi không theo đạo nào hết, nhưng mà đối với tôi tổ quốc là số 1. Tôi năm nay năm mấy tuổi nhưng tôi sẵn sàng có thể huy động cả con cả cháu đóng tất cả tiền bạc nhất. Nếu mà có chiến tranh, nếu quy thành tiền được bao nhiêu tôi vẫn đóng góp. Để nếu mà người ta bảo là nước mất thì nhà tan, nước mất là nhà tan, đó là điều này là từ các cụ người xưa nói chứ không phải tôi nói đâu, chỉ học nói lại thôi. Thì mình cũng nên làm điều gì đó vì đất nước này thôi, chứ nếu mà nước mất là nhà tan, chứ không ai nói là nước mất mà nhà mình còn đâu, không có ai nói được, nói như thế là sai. Nước mất là nhà tan. Còn những người mà ví dụ như là mình có thể là suy nghĩ lệch lạc nào đó hoặc nói năng chưa được đúng lắm thì mình sửa sai thôi, thì mọi người cũng nên thông cảm cho những câu nói nhiều khi là cũng chưa được chuẩn lắm, thì mình cũng nên thông cảm cho người ta. Vì một lúc nào đó người ta bức xúc, người ta có thể nói điều này điều kia, thì mình cũng nên thông cảm cho họ. Là vì cái này sự hiểu biết của một con người không phải là bất ngờ lên diện đàn mà nói được 100% đúng đâu, và cũng không phải là người ta nói một câu sai chưa đúng lắm mà mình bắt người ta là phải nói đúng. Cái này viết rồi có khi vẫn đọc sai. Cho nên là ta nên thông cảm cho mọi người, nhưng mà tất nhiên trong tâm là phải nên thương yêu và yêu quý đất nước Việt Nam mình. Làm người bây là giờ phải yêu. Nói với anh như này nhá, cái ông Thích Thông rồi. Lai này, ông ta là hiện nay ông đang sống ở bên Mỹ, và ngày hôm qua em có xem được hai cái video của ông ta. Ông ta tập hợp mấy trăm người lên Washington và ông ta làm đơn rồi với nhà nước Mỹ là hỗ trợ để lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam đấy. Thì cả nhà không xem là cái không. Người mang tiếng là Thích Thông Lai này là một người thầy tu không không em ơi, em ơi, cái vấn đề này á thì những nước tư bản thì chuyện này là mình cứ nghĩ là bình thường thôi. Em họ có thể làm đơn 10 lá đơn cũng được hay là hàng trăm lá đơn cũng được. Chúng ta chẳng có tác dụng gì đâu em. Là vì thế này, ở bên nước tư bản là vậy, con chỉ cha chỉ con, là chú chỉ anh chỉ không có tuân tư tật tự như nhà mình Việt Nam mình đâu. Đó, anh được quyền chửi bới người này, rồi chú cháu chửi chú là không dân chủ, rồi chú nói cháu là chỉ rất là người ta coi bình thường. Nhưng người Việt Nam này thì không phải như thế. Người Việt Nam là sống là có trân tư tật tự. Em ơi, làm người là sống có trân tư tật tự. Đó là phương Đông, xứ phương Đông mà vậy. Tiền không quan trọng, bằng tình nghĩa. Sống phải có trân tư tật tự. Còn những người mà họ ở phương Tây á, họ chỉ nghĩ tiền thôi. Và cháu gặp chú không chào cũng là bình thường. Họ sống rất buồn cười. Nhưng mà người Việt Nam mà cháu mà gặp chú không chào là không được đâu á, gặp bác không chào là không được. Người phương Tây họ rất là buồn cười là cái chỗ này. Nhà anh ấy thì anh nói luôn, nhà anh là có những người có tới mấy thế hệ, một gia đình tới 10 đứa con. Anh thì không biết, nhưng mà gọi là bố anh là theo Cộng sản, bác anh theo Cộng sản, rồi chú anh theo Cộng sản. Nhưng mấy bữa trước á, thì lần phụ nữ để lấy con 5, con 6, lấy Pháp này, sau này lấy Mỹ này rồi đi. Nhưng mà tình nghĩa không có đâu em ơi, anh nói thật. Giờ nhà anh còn có Việt kiều đây, điều san gửi ok khổ lắm em ạ. Nhưng mà giờ ngày xưa thì thế này, ngày xưa nhà người Việt Nam mình làm một tháng là một năm được có 2 mùa lúa thôi em. Thì 2 mùa lúa thì được khoảng cỡ một sào lúa thì được khoảng 2-3 tạ gì đấy, thì sống bằng lúa thôi. Một năm được một bộ quần áo thôi em. Là nếu mà nhà nào có điều kiện thì một năm một bộ quần áo đẹp là cũng mừng rồi.
Nhưng bây giờ xin thưa là không phải như vậy nữa. Tiểu Sam gửi yêu cầu rồi chị mời. Vâng, thì đấy, cuộc sống bây giờ, cuộc sống ngày càng phát triển. Đấy, thì nói đi thì phải nói lại, cái gì phải từ từ. Em cảm ơn anh đã chia sẻ nãy giờ, và chắc chắn em Diệu San có cái gì đó muốn chia sẻ nên gửi yêu cầu rất là nhiều. Rồi, để cho người khác nói đi nha. Rồi, em để cho người ta nói đi. Rồi, ok. Nhỏ quá anh nghe cũng được nữa, nhỏ lắm. Rồi, em để cho người ta, mời người ta lên đi em. Dạ, em chào mời anh. Người ta lên đi. Diệu San đâu em, gửi yêu cầu đi em. Thì đó là một người sư, cũng giống như là Nico phải nói là Nico Diệu gì? Diệu Hải à? Thì cho thấy những người này không phải là những người học Phật Pháp. Họ học cái gì đó chứ không phải học Phật Pháp đâu cả nhà. Đâu Diệu San em gửi yêu cầu đi em, Diệu San đâu chị không thấy em nhỉ? Để chị xem nào, à đây rồi, có em đây rồi, để chị đưa em lên nhé. Phải là người học Phật Pháp và không phải là người tu. Họ không phải là người tu. Cho nên là móng chuyền các cụ này. Ôi trời ơi, giờ này mà còn đi đánh móng chuyền à? Nghe nhỏ hả? Để anh em cho lớn. Rồi, chủ đề like cuối tuần. Em có gì chia sẻ không? Lấy chủ đề ông thích hôm nay em cũng thích cái chủ đề là lắm. Ôi từ từ. Em đi ra chỗ đỡ ổn nhé. Em chào mọi người nhé. Cái chủ đề ông thích hôm nay này thì em cũng đã có vài lần nên nói trên các cái diễn đàn rồi. Nhưng mà hôm nay cũng tham gia cái diễn đàn của chị. Thì người ta đi tu này, ông Thích Thông Lai là tiểu sử của ông ấy là một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Mà sau khi mà ông ấy được sang Mỹ thì ông ấy đi tu. Thì người ta đã xa rời cái trần tục và người ta đi tu. Đi tu là gì? Tu là sửa đấy. Sửa là sửa những cái gì mà con người ta sống ở trên đời này cần phải sửa, là sửa thân, khẩu, ý. Thân là cái những cái việc làm của thân mình này, và như những người người Phật tử tại gia ấy, là những người không phải là đi thuần tu thì đã phải tu tránh năm giới, tức là mình phải thọ năm giới, đó là không sát sinh này, không ăn trộm này, không tà dâm này, không nói dối này, và không uống rượu đấy. Còn cái người mà đi tu là thọ cái giới tỳ kheo. Tỳ kheo là sư lam ấy, là phải thọ 227 giới. Còn tỳ kheo nữ, tỳ kheo ly ấy, là phải thọ 311 giới. Đấy, nhưng mà riêng cái ông Thích Thông Lai này là cái người gọi là thầy tu, thuần tu. Mà ông ấy năm cái giới của Phật tử tại gia ông cũng đã không thọ được rồi. Tức là ông này vừa nặng về cái nghiệp tham sân si. Và ông ấy, thứ nhất là ông ấy phạm một cái giới, đó là giới nói dối, nói đâm thọc. Ông này mà bị chính những cái người ở hải ngoại ấy, người ta nói không có sự thật. Sao vậy em? Sao lại đứng im đấy? Con nghe được không chị? Con nghe được không chị? Bác Nguyễn Phú Trọng mất. Bác ông ấy, chính ông ấy lên diễn đàn ông nói nhá, là bác Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư của Việt Nam ấy là mất, thì đâu có phải như thế. Đấy là một cái nói gian dối của ông ấy. Sao chị? Con Phạm Văn Đồng chị? Trách là sao gửi yêu cầu. Rồi, vẫn nghe em cứ nói đi.
À, lát nữa À, mời vâng. nhá, tại vì mọi người yêu cầu mời Diệu San nên là Hữu Ngọc mời Diệu San. Rồi lát nữa thì Hữu Ngọc mời Phạm Văn Đồng. Ông Rồi ấy tiếp tục nói đi là em bác chia sẻ. Nguyễn Phú Trọng của Việt mình mất này, Tổng thị Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất là một cái ông nói rất là điêu toa, mọc ngược lên để nói cái câu chuyện đấy. Thứ hai là ông ấy cái ngày mà mùng 4 tháng 9 mà bọn nó đang kêu gọi tổng biểu tình ấy, là ông ấy nói là ông ấy có cái máy bay không người lái điều khiển từ xa ấy, là về để phá Việt Nam này này, nhưng mà ông nói là ông ấy nói là trời Sài Gòn hôm đấy mưa rất to, trời Sài Gòn mưa rất to và không không sử dụng được cái máy bay không người lái lái đấy, nhưng Thiệt. bị chính cái phi hằng thà Phan Thị ấy, phi hằng Phan Thị mà một cái người mà đấu tranh dân chủ ở trong nước này, nói chung là như chị em mình nói là gọi là bọn dân chủ cuội ấy, là vạch mặt ra đấy. Thế em phải quay về nhà. Chính cái phi hằng Phan Thị vạch mặt ra, và cái ông này còn mắc một cái tội nữa là cái nghiệp sát sinh ấy. Ông cứ xúi người dân ở trong nước, xúi những cái người dân ở trong nước đi biểu tình, đi biểu tình để ông biết là ở Việt Nam thì cái chưa thông qua luật biểu tình, và cái việc biểu tình ở Việt Nam là vi phạm pháp luật, nhưng ông ấy vẫn xui những người dân đi biểu tình và lật đổ Đảng Cộng sản. Thì như là Phi Hằng Phan Thị nói về về ông ấy là ông ấy, và mình cũng đánh giá là ông ấy không màng đến đến tính mạng của những cái người dân ở trong nước, ông ấy xui người ta làm những cái việc xấu xa và vi phạm pháp luật, và thừa biết là những cái người đấy sẽ bị nguy hiểm. Thì Phi Hằng Phan Thị nói là ông ấy là không màng đến cái tính mạng của anh em trong nước, và gọi ông ấy là làm cái gì đốt con đen trên ngọn lửa điêu tàn. Đấy, nó còn nói ông ấy như thế. Mà còn như như anh Công Lý, anh cũng 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 đã nói rất là nhiều về về đạo Phật ấy. Thì như đạo Phật của chúng ta từ những cái thế kỷ, từ cái thời phong kiến, thời nhà Lý là quốc đạo, và trong chiến tranh này này thì những cái gọi là người tu hành ấy, người ta cũng rất là yêu nước và bảo vệ tổ quốc, và người như chính vì cái điều đó mà bên phía Việt Nam Cộng Hòa đã rất là không ủng hộ cho bên đạo Phật và đàn áp đạo Phật dã man, và năm năm sáu mấy mà thầy Thích Quảng Đức ấy, thầy đã phải tự thiêu trên phố Sài Gòn để phản đối những cái cách của chế độ Ngô Đình Diệm đối với Phật giáo và đối với nhân dân. Đấy. Thì cái nói về đạo Phật thì có nhiều, rất là nhiều nhiều nội dung để mà nói và nghiên cứu. Thì như em thì cũng là một Phật tử mà cũng giác ngộ đạo khá lâu rồi, từ những năm 2012 13 là em cũng đã nghiên cứu về đạo Phật, và em cũng cũng nói chung là khi mà mình tìm được đến cái tức là mình có duyên với đạo Phật ấy, mình tìm được về với đạo Phật là mình quay mình về mình nương tựa cái vào ba ngôi báu, là ba ngôi tam bảo đấy, là Phật, Pháp và Tăng ấy. Thì mình cũng thứ nhất là để mà thực hành được cái năm giới của người Phật tử tại gia ấy, là không sát sinh này, không không sát sinh, thì là mình cái tâm mình rất là thiện chị ạ. Ở cái
cái tâm của mình rất là thiện, vì mình ví dụ như mình biết trân quý những cái mạng sống của chúng sinh ấy. Như mình đa số là phàm phu, là mình cảm thấy là những cái con vật mà mình ăn ấy thì là nó là cái chuyện đương nhiên, nó là thức ăn của con người. Nhưng mà nếu mà theo cái thuyết nhà Phật ấy, thì tất cả như như mình là con người cũng gọi là chúng sinh, và tất cả các cái động vật ở trên thế gian này thì cũng gọi là chúng sinh. Và đã nói là chúng sinh thì là có Phật tính là có cái phần lương thiện, và luôn luôn là chúng sinh thì luôn luôn là ham sống và sợ chết, nên là những cái con vật nó cũng cũng sợ chết như con người thôi. Ví dụ như là gì mình giết con gà hay là con lợn thì nó cũng kêu gào thảm thiết, nhưng mà mình lấy mạnh mình đè yếu, mình tước đoạt mạng sống của nó thôi. Nên là nếu mà mình hiểu được cái về cái đạo Phật ấy, thì mình ngay cái việc mà mình đánh chết con muỗi hay là mình giết một con gà con cái mình ăn thì mình cũng cảm thấy là mình cũng trờn lắm, mình ghê. Và như như bọn em đi đi theo đạo, tức là mình giác ngộ đạo Phật thì mình hiểu cái điều đấy, nên là mình cũng thực hành là mình ăn chay để tránh cái nghiệp sát đi. Tức là thứ nhất là ăn chay rất là có lợi cho sức khỏe. Dùng những cái thực phẩm từ thiên nhiên là thực vật ấy. Còn mình ít ăn thịt. Mọi người biết làm sao mà những cái người Tây ấy, người ta hồi trẻ hoặc là trẻ con rất là xinh và rất là đẹp, nhưng mà về người ta có tuổi đến người ta già lắm. Cái những cái người ở phương Tây người ta ăn nhiều thịt thì cái độ lão hóa về về cơ thể nó rất là mạnh, nên là ở Việt Nam thì nghiêng về ăn ăn nhiều rau quả thực phẩm ấy, thì nó những cái người châu Á thì nó sẽ trẻ dai hơn đấy, thì nó có nhiều cái lợi lộc từ cái việc mà mình ăn chay ấy, hay là mình không sát sinh thì mình những cái người mà ví dụ như con cái mình hoặc là có cái lứa tuổi nào đó mà đã biết về đạo Phật rồi, người ta cái tâm người ta luôn luôn hướng thiện thì không có chuyện mà đi cướp của giết người, tức là mạng sống của những cái người lương thiện, như là những cái tội phạm người ta làm đâu. Mà những cái người mà nhất là được giác ngộ Phật pháp từ nhỏ ấy, thì sống rất là lương thiện. Và khi mà mình sống bởi lương vậy nên là bởi vậy nên chị mới đang nói ở đây là ông thầy Thích Thông Lai này thì chị nghĩ có lẽ ông ta chưa tu được đúng đúng cái con đường tu, không đúng chánh pháp, và có thể là ông ta ở mà Mỹ phạm cho nên ông rất ta là không nhiều được giới học luật của nhà Phật đấy. Ông ấy phạm đúng rất rồi, là nhiều ông ta giới luật phạm rất của nhà nhiều. Phật, ngay cái năm cái giới luật của Phật tử tại gia ông còn chưa thực hành được, thì làm sao mà 200 bao nhiêu giới giới luật mà ông ấy thực hành được. Nên là Đúng rồi. đúng rồi, nên là mình tin tin đạo chứ không thể tin người có đạo được. Không phải là ông ấy đầu trọc mà ông ấy làm đúng những cái gì Bây giờ mà đơn giản Phật nhé. dạy. Bây giờ đơn giản ông ta là nói về bác Nguyễn Phú Trọng. Thì em thấy đó, bác Nguyễn Phú Trọng của chúng ta hoàn toàn khỏe mạnh. Đúng Và bác đang đang phải đảm nhiệm cái trách nhiệm làm chủ tịch nước. Nhưng mà ông ta ở bên đó ông ta xuyên tạc, ông ta bảo là bác Nguyễn Phú Trọng là người giả. Đó. Thì thử hỏi như vậy có đúng là một người chân tu? thì ông đấy 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 là chính là ông ấy phạm cái giới luật là nói dối đấy, nói dối mà đối đâm thọc xuyên tạc rất là nhiều. Mà một cái người như thế mà tại sao mà vẫn còn có những cái đệ tử mà kính kính trọng ông đấy. Em nghĩ Có là nghĩa cái là ở văn đây gia em phải biết, không phải em phải biết rằng tất cả những cái người hiện tại còn đang theo ông đấy và theo những cái người chống cộng cực đoan là họ có cái sự thù hằn rất lớn, khi họ trước đây họ là con cháu của những cái người mà chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa,
Đó, cho nên là họ họ bị nhồi sọ, họ bị nghe lúc nào họ cũng bảo là cộng sản ác mới thế này thế kia, thì cho thấy rằng là cái sự mà tiếp cận thông tin rất là kém về Việt Nam. Không phải đâu, người ta làm cái gì cũng có mục đích hết chị ạ. Còn cái thằng cha thích thông nai này, theo em ấy thì là nó có mục đích là nó lệnh cái bọn chống cộng cực đoan và những cái thế Đúng lực rồi, mà thù hằn với Việt Nam để bọn để người nó ta nuôi về hãm chùa chúng ta, đó, như đúng rồi. là những cái người tu là người ta không làm ra của cải vật chất mà người ta chỉ đi tu là người ta cầu giải thoát, là giải thoát được cái nhân quả ra khỏi cái luật nhân quả, giải thoát và cầu thành Phật và lấy những cái kiến thức mà tu hành được để hướng dẫn những Phật tử, hướng dẫn chúng sinh để sống đúng đạo lý, sống đúng nguyên tắc ở đời. Đấy, ví dụ đạo lý thì làm người ví dụ như là con thì phải có hiếu với cha mẹ, hay là một cái người ở trong quốc gia đó thì phải phải biết ơn cái tổ quốc đó, phải yêu cái quê hương đất nước tổ quốc của mình, phải hướng cái chúng sinh. Người ta là những người phàm phu thì cái người mà thầy có đạo thì phải hướng những cái con người đấy sống đúng đạo lý và đúng cái nguyên tắc, chứ không thể nào mà dạy người ta Đúng làm những rồi, cái điều sai được. nếu nói như lão Hạc là nó dựa vào tôn giáo để kiếm ăn thì nó quá tham lam. Đúng rồi, Bởi thì vì sao? Theo thông tin được biết là lão ta có tới hai cái ngôi chùa, và hàng tháng là được tăng ni Phật, được được những cái Phật tử gọi là người ta đem đến người ta cúng dường rất là nhiều, nhưng đúng mà rồi. lão ta vẫn tham lam. Và cái tư tưởng của lão ta là cái gì đây thì mình không biết đấy. Thế nhưng mà thực sự là mình chỉ biết rằng nếu như chống lại nhà nước Việt Nam là chứng tỏ là lão đang muốn giết hại người dân lành như chúng ta. Đúng rồi, đấy nó Thì thằng có cha chiến này tranh nó chống phạm rất Việt là nhiều Nam. cái giới luật mà chị, nó dính vào cái nghiệp sát rất là nặng, mà sát sinh con người thì nó quá là nặng này. Mà Đúng rồi. đã thầy thì cũng gặp quả báo nhãn tiền luôn, bởi vì tất cả mọi chúng sinh trên đời này ai cũng phải chi phối bởi cái luật nhân quả ấy. Ví dụ như là mình nói thế này cho dễ hiểu này, ví dụ như là mình trồng cây cam thì 3 năm thì mới được ăn, thì nó phải đủ cái hạt cam trồng xuống, nó phải đủ nhân duyên thì nó mới ra quả cam. Thì nhân duyên là đất này, là nước này, không khí này, phân bón này, người chăm sóc, thì phải đợi đến 3 năm thì mới có quả cam đấy. Hoặc gieo trồng rau chẳng hạn, rau thì chỉ 3 tháng được ăn thôi, thì cũng phải đủ nhân đủ duyên thì mới phải có hạt rau gieo xuống đất trồng, rồi là phải người tưới, người chăm sóc thì mới có rau ăn. Thì đấy là nói ví dụ để cho mình hiểu như thế. Nhưng mà con người ta làm những cái việc mà việc việc tốt thì sẽ, tức là gieo nhân nào gặp quả đấy, mà gieo nhân lành thì sẽ gặp quả lành, và gieo nhân ác thì sẽ gặp quả ác, nhưng mà sẽ đủ nhân đủ duyên thì nó sẽ trổ quả. Thì nói ở cái ông Thích Thông Lai này, thứ nhất là ông ấy gieo những cái nghiệp ác như vậy, thì thứ nhất là ông cũng bị một số cái bọn ở bên nước ngoài mà nó không yêu nước Việt Nam đâu, mà một số cái ba que ấy, thậm chí thằng Thái Gò Công này, em thấy nhiều người chửi cái thằng cha Thích Thông Lai này lắm, chứ không phải là những cái người trong nước mình yêu nước mà chửi đâu, rất là nhiều người chửi. Thì đấy là đã bị mất uy tín, là bị bọn nó đánh giá là nói ra gian dối mà, thì làm mất uy tín ngay lập tức đấy. Và nếu mà ông ấy mà cố tình nữa thì có khi thằng cha này nó còn gặp nguy hiểm về tính mạng nữa, nếu mà Thì tiếp tục mà ở gieo đây cái ngay nhân như ác. Phạm Văn Đồng có ý gì thì xin mời em chia sẻ, như vậy là mỗi người một tí. Cảm ơn em nhé. Phạm Văn Đồng muốn lên. Vâng, thế À, em xin chào tất cả mọi người chào nhé. Dạ vâng.